vì chứng kiến mãi chưa hoàn toàn. Em mới xứng xong đời trai diễn giặc quyền cho đất mẹ yên vui trong dân phố. Rất là phê các bạn, cực kỳ chi tiết, tiếng rất là sang trọng luôn. Xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Kiên Trung Eldo, có địa chỉ tại phố Thị Quê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Sốc Kiên Trung lại vừa về được một cái cặp loa, một cặp loa cực kỳ là nghe là chi tiết, và cặp loa này thì đúng nghe là đáng đồng tiền bát gạo. JBL 4320, đây là một trong những cặp loa mà được rất nhiều anh em săn lùng với những cặp loa như thế này. JBL 4320 sở hữu một bát 40 và một chép còi, và có mái lưới mái ngói đằng trước để tán âm cho cái giải chép. Nhưng đặc biệt là cái cặp loa này về Sốc Kiên Trung thì có một cái màu thùng gỗ thông. Thùng gỗ thông cực kỳ đẹp mắt luôn các bác ạ. Thường thì nó có thể là thùng lạng, lạng óc chó. Tuy nhiên thì cái thùng gỗ thông này thì rất hiếm khi có. Sốc Kiên Trung này về được một cặp này. Thật với các bác là những cặp như thế này thì cũng không hề dễ kiếm. Một cái cặp loa mà bát 40cm của JBL mà giá thì trong rất là tầm tiền. Kiên Trung cũng xin báo giá luôn cho các bác. Với cặp loa như thế này thì có giá là hơn 40 triệu đồng các bác nhé. Các bác băng nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy gọi điện trực tiếp cho Kiên Trung theo số điện thoại 0968 366 369. Bây giờ em chỉ nói sơ qua cái hình thức và cái cấu hình của cái cặp loa này. Sở hữu một bát 40cm màng giấy gân mút và một chép còn chép còi, chép kèn mái ngói, chắc là chép kèn mái ngói học cực sâu. Tất cả củ loa và củ của chép kèn ấy thì em đã chụp của cặp loa này rồi, thì khi về thì phải mở ra để kiểm tra. Thì bác nào quan tâm thì em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác những cái củ loa của cặp loa này. Cặp loa này có chiều cao là 76cm, chiều rộng là 61cm và chiều sâu là 51cm. Có trở kháng là từ 8 đến 16 ohm các bác nhé, từ 8 đến 16 ohm. Độ nhạy cực cao 97 decibel. Cặp này thì có trọng lượng là 40kg một chiếc. Tem mác rồi lưới nguyên zin các bác nha. Tem mác lưới nguyên zin, dòng này là dòng studio monitor các bác nha, nghe cực kỳ chi tiết luôn. Với giá tầm tiền trên 40 triệu để mà sở hữu một cái cặp loa studio monitor của JBL thì quả thực là rất là đáng đồng tiền bát gạo. Cặp loa này về trong tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc các bác nhá. Vì nó quá to nên là em không quay được ở phía đằng sau, nhưng mà chỉ quay được các cái cạnh góc cho các bác xem đây này. Thùng thông tuyệt đẹp luôn. Góc cạnh không phải nghĩ gì cả, không có một vết cấn gì cả. Đây các bác xem, vuông nét luôn. Cháu xem một quay được đằng sau thì xoay cho các bác xem. Rất là to luôn, đây. Vuông đét luôn các bác ạ. Đấy, đằng sau là cầu loa đây. Rất là đẹp luôn các bác. Có một cái tinh chỉnh min mít mắc này. Này thì em cũng chưa sờ vào để chỉnh, tại vì về một cái là
để nghe chiếc âm thì nó quá sang trọng luôn. Tiếng nó sáng đẹp xuất sắc các bác nhá. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy gọi điện cho Kiên Trung cho số điện thoại 0968 366 369. Giá em chỉ báo giá tầm giá trên 40 triệu. Các bác quan tâm thì hãy inbox cho em. Bây giờ em mở to một chút cho bác thẩm âm một chút nữa. Cặp loa JBL 4320 Max 40 một chép kèn. Các bác hãy inbox cho inbox hoặc gọi điện cho Kiên Trung theo số điện thoại 0968 366 369 hoặc là đến trực tiếp tại shop tại phố Thịnh Khuê, quận Tô, thành phố Hà Nội. Mọi chi tiết giao dịch thì cũng vẫn như mọi khi thôi ạ. Các bác trao đổi qua điện thoại và em sẽ có những cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác yêu thích cái cặp loa này. Các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung Audio mà chưa đăng ký kênh, xin bớt chút một và vài phút nhấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên tay phải của các bác để không bỏ lỡ các cái video clip của Shop Kiên Trung được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube. Video của ngày hôm nay được xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.